thùng xuyên còn có người thì không vậy mới trả lương được. Tính tiền đi chị ơi. À, nói vậy nè, chỗ anh Giang á là thường thường là bên tư vấn giám sát là bên Đạt Hoàng, Đạt Hoàng giám sát mà ổng đâu có lấy người Đạt Hoàng được đó, cho nên là cứ lấy tên của bên Đạt Hoàng thôi, chứng chỉ của mình Đạt Hoàng mà tới người giám sát là cái tên đó rồi chứ còn cái người gì đâu. Không coi nhiều lúc cười lắm, chủ đầu tư giám sát, chủ đầu tư đó tôi thấy một số đơn vị giám sát nó còn khó hơn tụi tôi, nó chụp hình từng ly từng tí, em đâu có nữa chụp từng ly từng tí mà giám sát bên Đạt Hoàng nó dễ chứ. Đó vậy đó, thực tế người không gian không nó không quan tâm lắm đâu. Còn giám sát của người ta là giả sử giám sát cái gì quốc tế bên ở ngoài Hà Nội á, nó kỹ lắm, nó bẻ được chuyện luôn, cả sợ nó luôn. Rồi đó ông Thanh, ông Thanh mình cái phước ông Thanh đi mới vô làm trong hùng, trong hùng kêu ông Thanh đi thế mà không kinh gì. Cái thằng Tính Vũ rồi đó, Tính Vũ bên tư vấn hai á, ông Thanh nó nói tên đại khái là người tên Tuấn đi, đi họp rồi ký biên bản rồi Tuấn ký cùng lưng hết. Cái bữa sau cái mấy tên Thanh khi họp thì Vũ này nó cũng thật thà ngồi kế bên, ông bên Tuấn ông giám sát ông bên Tuấn sao mang tên Thanh tôi nhận anh mà chứng minh dần ra được cái nhái nhái Vũ Vũ anh mà nãy giờ không biết quá rằng gì hả. Ông anh đó, ông lấy tên một cái ông hùng kêu đi lấy, ông cũng đi lấy ký hào hào cái này họp nữa, dặn Vũ này nữa, Vũ tôi muốn ai ông mấy ông anh đâu vậy không thằng Vũ nó cũng nhịch à đó, nó nói quan quan ông này không chưa chứng minh chưa kéo kéo rồi đó, cái là ta biết rồi đó, là không là anh nhưng mà đó cái ông kêu là ông hai chết mà. Ông anh về cũng kể được rồi. Rồi đó giờ tôi thấy một ông mà làm đàng hoàng nhất, nhưng mà ông đó là ông tính là bà rồi, là ông Nam An Hải, Nam An Hải gốc của lớp 12 à, sau lớp 2 ông này là cũng danh sách ông nào là cứ ở đó đâu không có đâu, không có bao giờ làm Phật làm chủ tư còn tăng cường thêm chiêu bây giờ qua ông đó chiêu nguyên một cái vàng của 2299 ông ở đó ông ý anh ý là ông hai là bên hải được hai chiêu chiêu xưa đội đội trưởng của đội 7. Bây giờ thằng Thành mà làm một cái tục của xe lớp 2 rồi làm cho ông Hải Thành nhà tiếp. Kỹ quá thì lại nhận lại ít lại. Đó, đúng rồi. Trình đứng cái là tự nhiên anh đó nó về nhà. À. Không thì qua trình khác đi. Ông có cái đó nhưng mà có một cái thứ nhất là giờ nào ổng nghi ngờ cái gì là ổng bắt chụp hình cho người ta làm ghê lắm, giống nghi ngờ nghe người ta nói là đang nhậu tại đâu kêu chụp hình mày đang ở đâu, nghe ổng kêu ông nhà thầu chụp hình vị trí mày đang ở đâu luôn đó là một. Thứ hai là ví dụ như là hết công trình rồi ổng kiếm chuyện ổng đuổi ông nói là đập bà, ví dụ mày kêu là phó đốc Trần Hà là tư vấn hai như là phó đốc Hà cũng kêu nó mày lười nói mày làm đơn mày nghỉ rồi ông muốn làm á thôi bữa mà ông Hà kêu mày không nói mà tao nghe không rõ thôi mày vô mày làm anh đi ông này bữa mày lương mày nhiêu làm thôi 20-25 nha được không. Ông là có cái tính đó. Là vô xong bắt đầu hết công trình á. Làm kiếm chuyện đuổi đó. Đó.
Nó chiều mày mà. Lấy hạ vô chiều làm thế thôi. Mày lười lắm, mày kêu nói mình có cái gì đó. Thôi làm đơn nghỉ đi. Thôi mà giám đốc nói vậy. Chọn lấy gì ở đây. Tầm đây để lấy tầm mình đi. Lâu hết pin quá hả? Máy xịn mà. Máy mình mà